Tu hành đúng chánh pháp sẽ tạo phước lớn cho đời này và đời sau. Còn thấy đất nước Myanmar theo Phật giáo Nguyên Thủy hơn 2.000 năm, có rất nhiều pháp sư và thiền sư cùng tín đồ tu hành có giới đức. Nhưng con thấy nước này đến nay vẫn còn rất nghèo, đáng lý phải an vui giàu có phải nước bạn đã tu sai một điều gì? Sư Pháp Tông trụ trì chùa Huyền Không nói do hiểu sai giới không sát sanh, mà phải là bảo vệ sự sống cho muôn loài mới gây kết quả xấu như trên. Xin sư cho ý kiến. Có một điều như thế này, là cái chỉ số hạnh phúc ấy, nó không liên quan lắm đến cái tài sản. Có những nơi đó người ta hạnh phúc mặc dù là nghèo mà họ hạnh phúc. Cái định nghĩa hạnh phúc đó là gì? Đó là họ sống đủ với cái tài sản của họ. Chứ hạnh phúc không có nghĩa là họ phải tiêu xài hoang phí hoặc là hưởng thụ những cái vật chất nhiều mà nhờ như vậy họ được hạnh phúc. Đức Thế Tôn nói trong Tăng Chi Bộ Kinh ấy, có hai thứ hạnh phúc này các tỳ kheo. Đó là gì? Hạnh phúc của việc hưởng dục và hạnh phúc của việc ly dục. Và trong hai thứ hạnh phúc đó, tối thắng là hạnh phúc của việc ly dục. Có hai thứ hạnh phúc này các tỳ kheo. Hạnh phúc của người tại gia và hạnh phúc của người xuất gia. Thì trong hai thứ đó, tối thắng là hạnh phúc của người xuất gia. Cho nên quay trở lại xứ Miến Điện thì họ hưởng được hai thứ hạnh phúc tối thắng. Đó là hạnh phúc của việc ly dục và hạnh phúc của việc xuất gia. Thì đối với người hưởng dục và đối với người tại gia đấy, thì họ rất khó họ hiểu được cái hạnh phúc của việc ly dục và hạnh phúc của người xuất gia. Thì họ sẽ thấy là cái chuyện đó là một cái chuyện khổ, nhưng họ không hiểu. Chính bản thân những người mà chìm đắm trong các dục, bị lôi cuốn theo các dục, bị dục lôi kéo, bị dục điều khiển, thì chính bản thân cái việc mà họ sử dụng nhiều tài sản, họ sử dụng những cái tiện nghi vật chất, họ hưởng thụ các dục lạc giác quan ấy, thì bản thân nó là khổ chứ nó không phải hạnh phúc. Thành ra là việc đầu tiên á, chúng ta nên hiểu về cái định nghĩa thế nào là hạnh phúc. Hơn nữa đó, ở thế gian này đó, nó có hai cái nền văn hóa, tức là cái nền văn hóa tâm linh và nền văn hóa vật chất. Khi nào mà cái nền văn hóa tâm linh nó phát triển ấy, thì nền văn hóa vật chất bị xem nhẹ. Còn khi nào mà nền văn hóa vật chất được phát triển thì nền văn hóa tâm linh bị xem nhẹ. Cho nên khi mà ở những cái xứ mà người ta đặt nặng cái vấn đề văn hóa tâm linh, họ phát triển cái con đường tu tập đưa đến hạnh phúc giác ngộ, thì vật chất bị xem nhẹ. Và nói để quý vị hết hồn. Khi Miến Điện mở cửa, nền văn hóa vật chất du nhập vào Miến Điện, thì cái số lượng người xuất gia đó giảm phân nửa. Sư vô tình đọc thấy một cái thông tin mà sư hết hồn. Sư không thể tin được. Sư không thể tin được. Và sư tự sư tìm hiểu và sư thấy nó hết hồn. Một cái điều như thế này. Tại sao bây giờ Miến Điện khổ? Tại sao bây giờ Miến Điện khổ?
Theo cái thống kê của Google Trend ấy, tức là thống kê những cái kết quả tìm kiếm, thì kết quả tìm kiếm về những cái bộ phim hành động của Nhật Bản, tức là Japanese Action Video ha. Đây, viết tắt của cái từ là GRV ha, quý vị không cần phải tìm đâu, không cần phải tìm đâu. Thì khi thống kê đó, hết hồn chưa, hết hồn chưa, Việt Nam đứng đầu, Việt Nam đứng đầu. Nhưng cái làm cho sư bị bất ngờ đó là Miến Điện đứng thứ hai. Tức là bây giờ đó, thế gian bây giờ nó không còn như hồi xưa nữa. Khi Miến Điện mở cửa thì bây giờ Miến Điện không còn như hồi xưa nữa. Chỉ còn lại một vài nơi được xem là thành trì của chánh pháp. Chỉ còn một vài nơi thôi. Ráng để tu. Có một vị tu sĩ ở rừng, vị đã nói như thế này. Thay vì đó, sư không còn nhớ cái gốc, sư chỉ nhớ đại ý thôi. Bây giờ chúng sanh khác nhiều lắm rồi. Vào rừng tu đi, hướng đến sự giải thoát. Còn ở ngoài đó, họ muốn bạo động là chuyện của họ. Ai muốn lên làm vua là chuyện của họ. Ai muốn lên nắm quyền là chuyện của họ. Những con người Miến Điện mà chúng ta quý trọng không phải là tất cả những con người Miến Điện, mà đó là những bộ phận nhỏ chịu hướng đến con đường tu tập giải thoát, và họ đang nỗ lực tu hành phát triển giới định và tuệ. Đó là những con người giữ giới hạnh trong sạch như vỏ ốc, đó là những con người vào rừng, đó là những con người ly dục, đó là những con người hướng đến đạo quả giác ngộ. Đó mới chính là những con người mà mình ngưỡng mộ. Còn đương nhiên ở đâu cũng có người này người khác. Thành ra đó, cũng có những con người họ ham hưởng thụ, có những con người họ ham quyền lực, có những con người họ sẵn sàng đánh đổi lợi ích của người khác để được lợi ích của mình. Cho nên sẽ không lạ khi mà Miến Điện họ nghèo. Bởi vì đó, thứ nhất là đối với những người mà có trí đó, thì họ hưởng cái thứ hạnh phúc cao cấp hơn. Người Miến Điện họ tin như thế này nè: người nghèo vật chất nhưng mà có được tứ niệm xứ, hoặc là có được bốn vô lượng tâm, thì họ có tất cả. Còn người mà có tài sản mà họ không có được tứ vô lượng tâm thì xem như họ không có gì. Cho nên cái giàu của người Miến Điện là cái giàu tinh thần chứ không phải cái giàu ở vật chất. Và người Miến Điện họ vẫn sẵn sàng họ nuôi các nhà sư. Họ vẫn rất là rộng rãi ha, rất là rộng rãi. Và cái sự hạnh phúc của họ là sự hạnh phúc ly dục, sự hạnh phúc của người xuất gia, chứ không phải là sự hạnh phúc hưởng dục, không phải là hạnh phúc của người tại gia. Cho nên ấy, mình nên hiểu là cái định nghĩa và cái nhu cầu của mỗi người khác nhau. Còn cái chuyện mà hiểu sai cái giới không sát sanh ấy, thì sư không chắc, và sư không biết là ngài Pháp Tông ngài đã nói cái gì
Mà bây giờ quý vị chỉ nói theo cái kiểu là tóm tắt như thế này thì sư không biết là sư có hiểu đúng như là ý của ngài Pháp Tông hay không, thành ra là sư không có bàn ha. Còn một vấn đề nữa mà sư nói như thế này, những cái người miếng, những người tu đúng thì họ lo, họ xuất gia và họ đã lo, họ đi đến con đường giải thoát rồi. Nói một cách dễ hiểu, tức là những người tu đúng ở Miến Điện ấy, bây giờ một là họ đã nhập Niết Bàn, hai là chưa có nhập Niết Bàn thì họ trên cõi trời, cho nên có khi bây giờ mình lên cõi trời mình làm một cái phép thống kê thì cái người dân Miến họ ở cõi trời rất là đông. Bây giờ còn lại sót ở đây, sót ở lại ở Miến Điện còn sót lại, tức là những cái vị mà trễ chuyến tàu chưa có kịp đi lên, hoặc là còn những cái vị mà gọi là sạn ha. Ngoài ra thì còn có những chúng sanh mà mê, ngưỡng mộ và có cái hảo cảm với xứ Miến Điện, và họ muốn là từ bỏ cái quốc tịch của mình, tái sanh về quốc tịch Miến Điện. Thì cho nên á, là cái những chúng sanh đó thì nó cũng có thể nó góp phần tạo nên cái diện mạo của Miến Điện bây giờ ha. Và nhớ về một điều như thế này, chúng ta không có thần thông, cho nên á, những cái suy luận thì cũng chỉ là suy luận thôi, chứ còn mình không thể biết chính xác được, cho nên là mình tránh một cái thái độ đó là mình kết luận một cách vội vã.